Ừ, tại vì mình cũng thấy tiếng Anh cũng rất là quan trọng mà. Ừ, để cho các con bây giờ hội nhập với lại thế giới ấy thì mình cần phải tiếng Anh. Nó là cái ngôn ngữ thứ hai. Theo mình là hiểu như thế. Cái bằng năm vừa rồi ý, là có bằng IELTS thì giúp cho bạn ấy rất là thanh thản, nhẹ nhàng cực kỳ luôn. Các bạn khác thì thậm chí có khi 28 điểm, 29 điểm nhưng vẫn cứ phải chờ trực để kiểu như là xếp vào trường ấy. Thế nhưng mà con nhà mình cứ ăn no ngủ kỹ thôi, chơi bời thôi. Mà bạn ấy đã được tuyển thẳng từ trước khi, trong khi vẫn chưa lấy bằng đấy cấp 3 ấy. Đấy, chưa thi đã được tuyển thẳng rồi. Bởi vì thực ra mà nói là cái hồ sơ học bạ của bạn ấy cũng đẹp ấy. Bên lại hai nữa là cái, cũng người ta cũng quan trọng nhất là cái chứng chỉ IELTS đấy. Cái đấy nó đã nhàn rồi. Sau khi vào bạn ấy vào đại học thì bạn ấy sẽ mất một năm không phải học ngoại ngữ. Thì cái số tiền một năm đấy nó cũng mình đầu tư trước. Trước thì nó sẽ tốt hơn. Tất nhiên rồi. Bạn ấy có khi còn phải học sớm hơn đấy chứ. Bật mí là tầm khoảng bao nhiêu tuổi không ạ? Không. Nếu như mà để mà học sớm hơn thì bắt đầu là từ năm lớp 5 mình đã chuẩn bị rồi. Đấy. Thế xong lớp 6 các bạn ấy bây giờ tại vì học IELTS thì các bạn ấy càng tiếp xúc sớm ấy thì thực ra các bạn ấy cái đến khi mà các bạn ấy giao tiếp sẽ tốt hơn, học sẽ tốt hơn, hiệu quả hơn. Vâng. Thật ra là cháu rất đồng tình với quan điểm của cô là bởi vì là ngoại ngữ là cái mà mình sẽ phải tiếp xúc thật là lâu dài chứ không phải chỉ trong 1-2 năm đúng không ạ? Đấy, thế nên là một chiến lược của cô cháu nghĩ là rất là thông minh luôn đấy. Đấy. Thực ra mà nói là cũng phải tìm hiểu. Nó về thứ nhất là trung tâm có uy tín. Đấy, có tiếng. Đấy, và khi mình tìm hiểu thì con nó vào học nó sẽ nhận biết được, tự nó sẽ nhận biết được là trung tâm này dạy được hay không. Bởi vì mình cũng trải qua một vài trung tâm rồi ấy, thì tự con nó thôi chứ còn thực ra bản thân mình thì mình cũng không ấy lắm. Mình là tìm hiểu bước đầu thôi. Ừ, đấy, còn trực tiếp là các con mà nó vào ấy, nó thích, nó ưng, nó học được cái là ok ngay. Đấy. Thế còn về chuyên môn giáo viên thì sao ạ? Về chuyên môn giáo viên thì thực ra mà nói là dạy đây thì các con nó sẽ là người tự chấm điểm và nó tự lựa chọn. Chứ còn thì mình thì chỉ gọi là những cái cơ bản thôi. Thế còn thì giáo viên thì các con nó phải tự lựa chọn, nó sẽ biết. Đấy, kể cả lớp 5 hay là cấp 1, cấp 2 bọn nó là đã được học rồi là nó biết ngay. Đấy. Dạ. Tôi biết đến chứng chỉ quốc tế IELTS. Thế thì em cũng vừa nãy cũng có trao đổi với anh thì biết anh có một bạn học đại học và một bạn học cấp 2 đúng không ạ? Vâng. Thì anh đã có ý định hay là hai bạn ấy đã học IELTS hay chưa ạ? Cả hai bạn đều học IELTS rồi. Bạn lớn thì đã học IELTS và đã thi sử dụng cái chứng chỉ IELTS để tuyển sinh vào đại học. Và bạn bé thì tôi cũng muốn cho học IELTS để sử dụng cái chứng chỉ IELTS để tuyển sinh. Hiện tại thì bạn bé là đang học IELTS đúng không ạ? Thì anh có thể chia sẻ thêm về cái quá trình đang học của bạn ý được không ạ? Hiện tại thì bạn bé đang học IELTS. Cũng trong cái đợt dịch ấy, phần lớn là học online ở trung tâm Fighter. Của IELTS Fighter cơ sở ấy đúng không? Cơ sở chương trình. Dạ. Thì anh có thể bật mí một chút về cái trải nghiệm của bạn ý trong quá trình bạn ấy học ở IELTS Fighter được không ạ? Như con học thì phát huy được 4 kỹ năng. Nghe, nói, đọc, viết. Cô giáo thì hướng dẫn rất là thân thiện và phát triển rất là nhanh về tiếng Anh. Vậy là trong tương lai là anh cũng mong muốn là sẽ cho bạn ý thi IELTS này và sẽ sử dụng cái chứng chỉ đấy để làm lợi thế cho cấp 3 của bạn ý đúng không ạ? Khi rồi. Bạn ấy vào cấp 3 đúng không ạ? Cái tiêu chí là cái trung tâm uy tín. Trung tâm có uy tín và thành lập được lâu năm. Cái nữa là con học và có sự cảm nhận tốt ấy với trung tâm. Tức là nó ham học và nó muốn học. Nó ăn cơm xong và nó chỉ mau muốn đến cái giờ đó để online học với cả cô. Đấy là cảm nhận của bạn số 2 khi học tại IELTS Fighter luôn đúng không rồi. Ạ? Vâng, thì hiện tại thì cô đang sống ở Linh Đàm. Thì thật ra là IELTS Fighter cũng là một trung tâm IELTS mà mới mở ở Linh Đàm vào trong khoảng thời gian gần đây thôi. Và cháu tin là về chuyên môn giáo viên này, rồi là về sự kèm cặp và hỗ trợ học viên. Rồi... thứ nhất là khoảng cách địa lý là cũng rất là gần, rất là tiện để cho mình đi lại ấy. Thì cháu tin là đây sẽ là một phần quà mà sẽ rất là phù hợp cho bạn thứ hai nhà cô để học sớm. Thì đây là một cái thẻ test đánh giá năng lực IELTS trị giá 300.000 đến từ IELTS Fighter. Và cháu xin tặng cô vì ngày hôm nay cô đã tham gia phỏng vấn ngày hôm nay ạ. Và ngay Linh Đàm thôi nên là mong là cô sẽ cho bạn đến học thật là gần. Và nói chung là sẽ luôn có những cái buổi trải nghiệm học thử để cho bạn học thử. Dạ. Ok ạ.
Cảm ơn cô ạ. Em cảm ơn anh ngày hôm nay đã tham gia phỏng vấn với IELTS Fighter. Em cảm ơn anh rất nhiều ạ. IELTS Fighter, vì 1 triệu người Việt đạt 6.5 IELTS.